Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Zutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Sinh Tồn phiên bản 1.19. Và hiện tại thì đội quân chó sói của mình đều đã trưởng thành hết rồi. Rất là đông đúc luôn á nha. Sắp tới nhỡ mà có trận chiến gì thì nhất định mình sẽ đem cái đội quân này ra để hỗ trợ mình rất là nhiều đây. Rồi, và ngày hôm nay thì mình sẽ không dùng tới đội quân chó sói này nữa. Lâu lâu mới dùng thôi. Mà chủ yếu là hôm nay mình sẽ đi lai tạo động vật. Tại vì ở trong đây có một cái thành tựu mà hiện tại mình vẫn chưa có làm được. Thành tựu đó có tên là Đôi Bên Đôi. Mình sẽ lai tạo tất cả là 22 loài động vật ở trong thế giới Minecraft. Cũng khá là khó đấy. Và trong danh sách đấy thì có một vài động vật mình đã lai tạo rồi. Và cụ thể hơn đó chính là chó sói nè. Rồi Axolotl mình cũng đã lai tạo rồi nè. Cừu cũng rồi. Bò cũng rồi. Gà, gà hình như chưa nè. Nói chung là còn khá là nhiều sinh vật mình chưa lai tạo ấy. Và có một số sinh vật thì nó không có ở cho mình. Nó ở tít ở bên thế giới địa ngục cơ. Đó, thế nên là một xíu thì mình cũng phải đi qua bên địa ngục các thứ để làm được cái thành tựu này đấy. Trước tiên thì mình sẽ lai tạo gà trước đi. Để mình kiếm gà ở khúc này coi có không. Ủa sao bữa nay, đây, thấy rồi nè, một cặp gà. Hợp lý. Rồi, lai tạo. Và tên tên đã có được gà con rồi. Và số lượng sinh vật đã giảm xuống chưa? Nó tăng lên chưa? Đây nè, nó đã tăng lên 8 rồi. Quá đã luôn. Ngoài ra thì mình sẽ dắt cả gà về. Tại vì bữa nay ngoài việc lai tạo ra thì mình còn muốn nuôi tất cả các sinh vật mà mình lai tạo nữa. Nên là mình sẽ dắt cặp gà này về luôn. Tiếp theo cũng là một sinh vật mà ở cái vùng đất mình sống cũng rất hay gặp luôn. Đó chính là loài ong. Ở đây mình thấy có nguyên tổ ong nè. Mà chưa thấy ong đi ra ngoài lấy mật. Khó vậy ta. Thay vì đợi thì chắc mình nghĩ là mình sẽ tới cái vùng mà lần trước mình thu phục sói. Tại vùng đó mình thấy cũng có rất là nhiều ong bay đi tìm mật. Nên là chắc sẽ dễ để lai tạo hơn. Đây. I see you. Cuối cùng cũng thấy ong rồi. Và mình sẽ cầm hoa để dụ ong trước rồi đó. Ôi mình bị chú ong kia bơ một cách thế là cực mạnh luôn. Không hề nếm xỉa. Đây, nếm xỉa rồi. Rồi, cho ông ăn nha. Đó. Tên tên, chúng ta đã có được chú ông con rồi. Ui, ông con dễ thương quá à. Chút xíu luôn á. Ôi, mà ở đây không biết có tổ ông không nhờ. Có ông thì phải có tổ ông chứ. Có trẻ là không có tổ ông rồi. Ồ, hơi xu. Vậy thì mình sẽ tạm thời dẫn ông về trước cũng được. Đâu ta? Nãy quên buộc dây lại, giờ ông bay đi đâu mất tiêu rồi. Đây, ông còn đứng ở đây nè. Mà khoan để check lại cái thành tựu. Đó, nó đã lên 9 rồi. 9 trên 22 động vật rồi. Tiếp theo thì chắc sẽ tới mèo nhờ. Mèo thì mình có hiện tại là có một nhóc mèo ở ngay cái chỗ nhà cửa chó sói rồi. Bây giờ mình sẽ tìm thêm một mèo nữa. Nhưng mà cách tìm nhanh nhất thì chắc là tìm ở làng ấy. Ở làng thì xác suất gặp mèo khá là cao luôn. Ngôi làng, đây, ngôi làng này có mèo. Mèo vàng. Mình sẽ lấy dây mình buộc lại cái đã. Chúng thôi mèo chạy mất ấy, mèo nhát hết hả. Chạy đi đâu, mèo chạy đi đâu. Đứng lại. Mày thì chạy hả. Chống cự lại bị chụp lại liền. Rồi tìm thêm một mèo nữa thôi. Lần này là hơi bị nhiều cá luôn. Nên là chắc sẽ thuần phục được mèo thôi. Đấy, được liền. Cá này cưng. Rồi xong rồi. Giờ thì cho mèo ăn một lần để nhân giống có được chưa. Rồi, nhân giống lên. Tên. Chúng ta đã có mèo con rồi. Và cũng rất là dễ thương luôn nha. Hầu như các sinh vật khi mà lúc còn nhỏ trong thế giới Minecraft đều rất là dễ thương này. Hồi nãy ong nhỏ cũng dễ thương, bây giờ mèo nhỏ cũng dễ thương nữa. Thôi được rồi, vì rất là dễ thương nên mình sẽ bắt hết về luôn. Bắt cả gia đình mèo về. Đây, về nhà thôi. Ồ quên ta, tự nhiên mèo mình dắt qua đây làm chi nhờ. Đáng lý ra mèo phải để bên kia chứ nhờ. Thiệt tình mình dắt lố rồi. Oh gosh. Ý, rồi luôn. Thiệt tình luôn á, lại có thêm một bệnh nhân nữa rồi. Ấu là trời. Mèn đất quỷ thần ơi. Ngồi đi xuống giùm cái. Rồi ở trong đó đi ngang.
Để mình lấy đồ nghề ra mình cứu cái bệnh nhân này cái đã, thiệt tình luôn á. Rồi cứu cái nè. Cái gì cũng phải tới tay mình hết á. Đi lung ta lung tung. Rồi ở đó từ từ mà dưỡng bệnh đi. Mình đi đi coi ít cái đã. Rồi ít ở đây 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 đây. Mình sẽ nhân giống ít ít xanh với cả là ít ít trắng. Ôi nhưng mà ít muốn đẻ là phải có nước á. Nhưng mà để coi coi nó có lên không. Hiện tại là 10. Ồ như vậy thì không có lên rồi. Ok. Vậy thì ít thì mình đã xong rồi đó. Giờ thì mình sẽ tới động vật tiếp theo thôi. Tiếp theo là dê. Ồ dê cũng mình cũng chưa nhân giống này. Mà nhà mình thì mới có một nhóc dê một sừng thôi. Chắc mình phải kiếm thêm dê hai sừng về để làm bạn với dê một sừng quá. Hợp lý luôn. Giờ là lại phải có một cái chuyến đi tới cái vùng núi tuyết để chúng ta tìm dê rồi. Mà nhắc tới dê là mình nhớ cái lần mình bị dê hút hôm bữa. Cay thiệt sự luôn á. Cứ đứng lù lù là kiểu gì cũng bị dê gình gình á. Hút vô mông mà. Khá là nguy hiểm luôn. Ồ. Vừa mới nói. Vừa lên cái núi này là gặp nguyên một đàn dê rồi nè. A few moments later. Đó 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 đó. Thấy chưa thấy chưa. Cứ hở ra hết. Chắc mình lấy roi mình quất vô đít quá. Không sao. Cũng như là tập thể dục đi. Cho ghe dê hút mình xíu là tập thể dục đi. Đó 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 đó. Hút phi ghét thiệt chứ. Ở đấy mình mà dắt về nhà xong á, mình sẽ cho hút vô vách tường. Cho gãy sừng luôn. Nè hút đi hút đi. Nè nè. Hút đi. Ui trời ơi, hút thiệt. Nóng tính vậy. Thôi 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 thôi. Không không. Không giỡn nữa. Cho ăn lẹ rồi. Còn làm thành tựu nè. Rồi chúng ta đã có dê con rồi. Ồ dê con không có sừng nhìn. Nhìn lạ quá nè. Ờ à, kiểu ai rồi cũng sẽ có sừng thôi. Còn nhỏ nên chưa có sừng á. Rồi và số lượng mốp mà mình nhân giống hiện tại là 11 rồi. Quá tuyệt vời. Và mình sẽ không quên dắt cái gia đình dê này về. Mặc dù là dê hay hút vô mông mình đó, nhưng mà mình vẫn phải dắt về thôi. Đây cho dê một sừng gặp bạn mới liền luôn nè. Buộc vô đây. Đã nha. Không có hút lộn nha. Giờ mà hút lộn cái là dê một sừng lọt xuống mương thiệt á. Đừng có hút nha. Sau khi nhân giống dê thành công thì bây giờ mình sẽ tiếp tục nhân giống một loài động vật cũng khá là hay gặp ở cái vùng đồng bằng. Đó chính là con lừa. Đi rồi. Cuối cùng cũng thấy lừa. Nhưng mà chỉ có một lừa thôi. Oh gosh. Mình cần hai lừa thì mới có thể nhân giống lên được. Ê. Ồ, nhưng mà hình như lừa có thể nhân giống với ngựa hay sao á. Ồ. Để mình thử, để mình thử, để mình thử coi. Đây, 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 đây có ngựa nè. Mình sẽ làm một cái bài test thử. Mình cho ăn lúa thử coi được không. Ồ. Nhưng mà mình phải thuần phục trước cái đã quên nữa. Thuần phục trước đi. Rồi, mình đã thuần phục xong lừa và ngựa. Bây giờ mình sẽ thử. Để xem. Ui. Ừ, đúng rồi. Mình có thể tạo ra được một cái sinh vật mới. Có tên con này là con ngựa lừa. Phải không ta? Hay là con gì ta? Ờ, mình gọi là con ngựa lừa đi. Chứ tên thiệt của nó thì là tên khác hay sao á. Mà cũng vui quá nè. Để coi coi có lên không nha. Ồ, tính luôn. Uầy, nó vẫn lên này. 12 trên 22 rồi. Quá đã. Rồi, và mình sẽ dắt ba nhóc này về luôn. Nhưng mà trên đường dắt về thì mình sẽ gán kiếm thêm một lừa nữa. Ê, chơi. Bắn, giảm bắn nha. Thú cửa của mình hả? Đáo tét thiệt. Không ổn rồi. Nữa kìa, bắn trúng ngựa mình nữa cơ. Thôi, tốt nhất là mình nên dắt chuồn khỏi cái khu vực này cái đó. Nguy hiểm quá. Trời ơi, nãy giờ lừa ăn 2-3 nhát rồi đó. Ổn không lừa? Ừ, gán cầm cỏ. Lấy sức đi. Chạy tiếp. Tạm thời thì mình hết chỗ rồi nên mình sẽ để ở đây đi. Ok. Sau khi đã dắt lừa về thì mình sẽ làm một giấc cái đó. Sáng thức dậy thì mình sẽ tiếp tục cái công việc đi nhân giống động vật của mình. À, bây giờ thì mình sẽ nhân giống tới cái con mà dân làng thương nhân hay dắt đi. Đó chính là con lạc đà. Mà giờ mới để ý nha, là mình rất là ít khi gặp lạc đà trên cái
hành trình khám phá vùng đất mới của mình. Ồ, rất là hiếm luôn. Để coi coi bữa nay mình có gặp được lạc đà không. Mà thường thường lạc đà thì hay sống ở mấy cái vùng núi cao cao ấy. Hình như đâu hướng này nè, sẽ có một cái ngọn núi cũng rất là cao, để mình qua đó mình kiểm tra thử coi coi có lạc đà hay không. Đi rồi. Yes, cuối cùng thì cũng tìm ra được lạc đà rồi. Mình sẽ để coi coi lạc đà sẽ... À quên, phải thuần phục trước cái đó, quên đó. Rồi. Tiếp theo, bên đây cũng có một lạc đà đang FA này. Thuần phục luôn. Rồi xem phim. Sau đó thì mình sẽ cho lạc đà ăn lúa mì. Ủa sao mình cho ăn lúa mì không được ta? Vậy là phải ăn kiện rơm à? Ai chà chà, căng người ta à? Ủa mình dẫn đúng không vậy trời? Sao lạc đà kia cứ đi theo mình hoài vậy? À, một lạc đà đúng rồi nè. Ok, đúng. Tại vì đằng kia có một lạc đà mẹ và một lạc đà con mà mình chưa thuần phục á. Nên là mình không có dắt về được. Mình dắt hai lạc đà này thôi. Ủa? Như vậy là mình... lạc đà đi theo đàn hay sao á, mình thuần phục được hai lạc đà này, cái hai lạc đà kia cũng đi theo này. Muốn về chung hả? Ok, về chung thì mình dắt về luôn. Đi. Trước mắt là để lạc đà ở đây đi. Giờ mình đi gặt lúa cái đó, mình lấy tầm 18 lúa rồi mình làm hai cái kiện rơm qua đó cho lạc đà ăn. Cho hai lạc đà này ăn nhé. Lộn. Rồi, thả dây ra. Và ý vậy là chúng ta đã có thêm hai nhóc lạc đà con rồi. Rồi luôn, thả ra hết luôn. Muốn đi đâu đó đi. Mình thả rong ở khu vực này luôn á. Và hiện tại thì mình đã nhân giống được 13 sinh vật rồi. Wow, bên đây thì mình có thể cho hai lừa ăn chưa? Ok, bây giờ mình đã có thể cho hai lừa ăn luôn rồi. Và chuẩn bị, mình sẽ có thêm một nhóc lừa con. Và lên được tổng số là 14/22 động vật. Quá đã. Nãy giờ thì mình đã đi từ vùng núi cao rồi nè, tới vùng hoang mạc, rồi cũng như vùng đồng bằng rồi. Nhưng mà mình chưa có ghé qua cái vùng rừng rậm. Thế nên là bây giờ mình sẽ chuyển sang cái vùng rừng rậm để mình tìm tiếp những cái động vật tiếp theo mà mình cần phải nhân giống. Lần lượt là gấu panda trước đi. Mà nhắc tới gấu panda mới nhớ là tới bây giờ mình vẫn chưa có dắt được gấu panda nào về nhà hết đó nha. Thế nên là bây giờ mình sẽ gán kiểu như là tìm gấu panda rồi mình dắt về nhà luôn. Để có gấu rồi chứ. Ây. Nhưng mà mình vô tình phát hiện trên độ cây có mèo rừng. Thế nên là bây giờ chậm rãi qua đó. Để chúng ta buộc mèo rừng lại vô dây thôi. Đi chậm. Sau đó áp sát tốc độ. Chụp lại liền. Ủa sao mèo đơn như cái cơ rồi? Chạy đi. Sao mà chạy được, mình buộc rồi mà. Mình thấy gấu trúc rồi. Nhưng mà khoan, từ từ. Cẩn thận, gần đây nó còn khá là nhiều quái từ đêm trước nè. Phải xử lẹ đi. Không thôi đang dắt gấu trúc về thì nó làm cái đùng một phát là banh xác luôn á. Úp, còn có cả mèo rừng nữa. Ui, hợp lý luôn. Quá đã. Vô tình vừa có được gấu và vừa có được mèo luôn chứ. Đây là... Ê... Còn đặc biệt hơn một chỗ là đây là gấu nâu nữa nha. Ui thích vậy ta. Chắc mình sẽ dắt cả ba chú gấu này về luôn ấy. Đằng kia là gấu mũi hồng. Đây là gấu mũi hồng. Chú gấu này kiểu có sở thích... nhào lộn nè. Nãy giờ mình thấy nhào lộn quá trời quá đất luôn. Ok, bây giờ mình trước mắt là mình sẽ dắt gấu và mèo về trước đi. Và con đường tốt nhất để dắt gấu về đó chính là đường thủy thôi. Ở kế bên đây nó có cái sông nè. Đó, mình sẽ chịu khó đóng cái xuồng rồi chúng ta sẽ đèo gấu về thôi. Rồi, gấu đã lên thuyền rồi. Ê, oh no, mèo cũng giành lên thuyền nữa. Vô thuyền đi. Rồi, đẹp luôn. Giờ thì mình đã có thể đèo gấu về rồi. Quá là đã. Nhưng mà đợi mình xíu, mình vô đây mình giải quyết cái hang này cái nè. Gì đâu mà dám bay ra hoài luôn á. Mà gấu thì bây giờ mình chưa có chỗ đàng hoàng để cho gấu ở nên thôi.
Mình nghĩ là cho gấu ở gần cái chỗ chó sói vẫn là ổn áp nhất. Tại vì ở đây cũng có tre nè, các thứ mình trồng sẵn nè. Ok, cho gấu lên bờ nè. Và mình sẽ đánh vô cái thuyền lần này, mình sẽ không đánh vô gấu nữa. Bật hitbox lên đánh cho chắc luôn. Rồi, gấu lên bờ đi. Một chú gấu rồi. Mình còn hai chú gấu nữa cần phải trở về á, nên là phải tranh thủ thôi. Rồi, tiếp theo là gấu thích nhào lộn đi. Hồi nãy giờ nhào lộn vẫn chưa xong à. Trời đất ơi. Hip hop never die đây chăng. Đam mê nhào lộn thiệt sự. Rồi mình sẽ cầm cái tre mình dụ lên. Đó, ok. Đấy là cách tốt nhất. Rồi, giờ thì đưa gấu mũi hồng về. Ui ui, tới nơi, gấu mũi hồng cũng tranh thủ lên bờ. Chơi với gấu gấu nâu đi. Nè, cho tre ăn nè. Gặm tre, gặm tre. À quên, nhân giống nữa. Ủa sao lắc đầu vậy? Ồ. Ủa sao mình nhân giống mà gấu lại lắc đầu ta? Ô lạ vậy. Ô. Ôi xong rồi, mình không thể nhân giống được hai loài gấu khác nào hả? Vẫn nhào lộn. Thiệt luôn á, mình mà có thể tên mình sẽ đặt tên cái nhóc. Ôi, ôi bây giờ mới chịu sinh sản nè. Yes. Vậy là bây giờ mình đã tăng số lượng động vật nhân giống lên là 15 rồi. Quá đã. Rồi và nhóc gấu bên kia mai mốt mình sẽ đặt tên là Hip Hop Never Die luôn. Đúng như cái tính cách của gấu đó luôn á. Quá trời nhào lộn ơi. Ok, giờ thì tiếp tục với gấu còn lại và hai chú mèo rừng nào. Trời 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 trời. Gì mà gấu Hip Hop Never Die hết nhảy hip hop rồi bây giờ ra giữa sông tắm nữa. Thánh thần ơi. Mình thua với gấu Hip Hop Never Die rồi. Quá trời quẩy rồi. Thôi còn mèo rừng thì mình sẽ tạm thời mình buộc vô đây đi. Không mà mèo rừng chạy mất ấy. Rồi và đồng thời cho mèo rừng ăn luôn nè. Có sinh sản không? Tên tên. Ây ây ây. Mèo rừng con cũng nhát lắm. Ui không được không được đâu. Buộc lại buộc lại buộc lại. Trời ơi trời trời. Chút xíu nữa là lạc hết một mèo rừng con rồi. Nhỏ nhỏ nhưng mà chạy nhanh dữ vậy. Ok và bây giờ thì số lượng động vật mà mình đã lai tạo nó đã nâng lên con số là 16 rồi. Yeah. Suýt nữa thì mình quên. Còn có hai sinh vật cũng rất là thích ăn cái cà rốt mà mình trồng nữa nè. Đó chính là heo và thỏ. Thế nên là bây giờ mình sẽ hái một ít cà rốt mình mang theo đi. Một xíu mà mình gặp heo với thỏ mình sẽ cho heo với thỏ ăn. Quên ta. Tí nữa thì quên hai sinh vật đó rồi. Heo thì chắc dễ tìm thôi. Mình bay lên quanh đây kiểu gì cũng thấy. Nè 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 nè. Mới nói luôn. Có nguyên một cặp heo ngay làng luôn nè. Đây mình sẽ cho heo ăn cà rốt. Rồi. Chuẩn bị chúng ta sẽ có được heo con. quá đã luôn. Mà mình cũng chưa có heo ở nhà á, nên là thôi mình lỡ rồi, dắt heo về luôn. Còn về phần thỏ thì cách nhanh nhất để mình tìm được thỏ đó chính là qua cái vùng sa mạc. Ở đây có thể nói là rất là dễ để bắt gặp những chú thỏ sa mạc luôn. Đâu ta? Nè 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 nè. Mới nói. Nhưng mà mình phải tìm thỏ bự thì mới cho ăn được nha. Đây đây đây, đúng rồi, nhảy theo anh. Qua đây. Ui, ui này thỏ con hả? Ồ, thỏ con thì không được rồi. Thỏ bự mới được. Ồ, đây là thỏ bự đúng không? Sao mình giống bị lừa ta? Cái này là thỏ con nè, nhỏ xíu là mình không cho ăn đâu. Bự bự mới cho ăn. Đây là bự hay nhỏ ta? Có để phân biệt hai cái size của thỏ lắm luôn ấy. À, đây là thỏ bự. Yes, chính xác. Bự là được. Đó, ăn phải hiện tim lên thì mới ok la. Rồi, hầu như là những sinh vật ở trên mặt đất dễ tìm mình đã nhân giống hết rồi. À, thế nên là bây giờ mình sẽ chuyển sang một cái vùng đất khác, đó chính là thế giới địa ngục, để mình tiếp tục nhân giống những cái sinh vật còn lại ở bên đó luôn. Để cho chắc cú thì mình sẽ mang theo thêm một ít thuốc kháng lửa, nhỡ mà xui xui bị mấy con bên địa ngục á, nó hút vô mông rồi lọt xuống dưới nhung nham thì còn cơ hội để sống sót. À quên nữa, để mình giải cứu bò lạc cái đó. Bữa mình nói mình giải cứu mà mình lu bu quá về luôn, không cứu bò lạc. Đây, về nhà giùm cái bò lạc. Trời đất ơi, qua đây, lạc trôi qua đây. Rồi, ok. Ăn bệnh đi. Rồi, và sinh vật đầu tiên mình cần phải nhân giống đó chính là Strider nè. Mới vô mình đã gặp luôn rồi. Mà Strider thì sẽ ăn cái nấm kỳ dị. Thế nên là mình phải đi hái thêm nấm kỳ dị cái đó. Có luôn. Nấm kỳ dị đây, một cây. Kim cây nữa.
Đây, ô, đó, 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 đó. Ôi dạ. Rồi, hai cây rồi. Bây giờ thì đúc cho Strider ăn thôi nào. Đây, lại đây, lại đây. Lên, lên khỏi nhung nham cái là ha, mặt tím tái lên nhìn tội nghiệp không. Rồi, thôi, mình sẽ đẩy cho hai nhóc Strider này xuống dưới. Ok. Ừ, mình đã lỡ cho ăn rồi, thôi mình nhắc về nhà luôn. Ừ, dù sao thì mình cũng cất công cho ăn rồi. Mình sẽ dắt về nhà luôn, không có bỏ ở đây đâu. Và cái lọ thuốc kháng lửa bây giờ có tác dụng rồi nè. Mình sẽ bơi trong dung nham để dắt Strider về nhà. Này, rồi còn nhóc cuối cùng. Đi 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 đi, qua đây qua đây qua đây. Let's go, let's go. Qua đây. Đi chưa? Rồi, ok. Ba Strider đã qua đó hết rồi, giờ mình cũng về thôi. Để mình kiếm vị trí nào an toàn cái đó. Đó, sau khi Strider qua đây thì mình sẽ để dưới gốc cây luôn đi cho chắc nha. Mình sẽ đào một cái hố đây để đưa tất cả bố ba Strider này xuống dưới. Đừng có đi lung tung. Ở đây nước không á, nguy hiểm á. Thôi chú bò lạc đó coi chừng nha, đi lọt xuống đây là không có chịu trách nhiệm luôn á. Rồi, ok. Xong việc nhân giống và lai tạo Strider rồi. Và coi thành tựu coi. Đó, nó đã lên 19/22. Giờ thì mình sẽ quay trở lại địa ngục thêm một lần nữa để mình tiến hành tìm cái con tiếp theo. Cái con này thì có thể nói là cũng khá là khó chịu á nha. Đó chính là cái con Hooplin. Con heo hai sừng mà hay hút hút mình. Cái con Hooplin đó thì nó sẽ xuất hiện ở cái vùng vùng đỏ thẫm, vùng nấm đỏ thẫm ấy. À, chỗ này là nấm kỳ dị à, không phải. Một xíu thì mình sẽ trang bị full giáp mới được, tại vì con đó nó hút rất là đau luôn. Mình phải thủ sẵn tinh thần trước. Ok, đây 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 đây. Tới rồi, tới rồi. Trước tiên là mình đi hái nấm đỏ hẩm trước đi. Một xíu gặp Hooplin cái là mình cho nó ăn liền, không thôi là nó hút mình đó. Đâu rồi ta, Hooplin đâu? Cucu cucu. Hooplin đâu rồi? Bình thường hung dữ lắm hả? Ồ. Ui, nay vô cái cánh rừng này không thấy Hooplin nào luôn. Ào ào, có Hooplin. Hooplin này quýnh gái cho bỏ ghét. Cuối cùng thì cũng gặp nguyên một đàn Hooplin luôn à. Ui, hơi căng nha. Mặc quân giáp trước, mặc quân giáp trước. Uống thuốc kháng lửa luôn. Rồi, ăn cho no bụng để hồi còn chạy. Rồi sau đó nhảy xuống cho Hooplin ăn cái. Đó, 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 nó hút mình rồi đó. Ây dạ, đúng như cái tên nó luôn. Ui da, nó hút xa chưa kìa. Ủa, nhân giống thành công chưa? Ồ, thành công rồi. Mình sẽ check lại một cái nữa, coi coi nó có lên 20/22 chưa. Rồi, 20/22 là thành công rồi đó. Vì cái quãng đường mà từ cái cánh cổng của mình qua cái cánh rừng này nó hơi xa, mình không thể nào mà dẫn theo cách dụ nó được. Thế nên là mình phải dùng cách khác, đó chính là mình sẽ xây một cái cánh cổng địa ngục để đưa nó qua thế giới thường thì mình sẽ dẫn nó về dễ hơn á. À da, đừng có hút nữa nào, né né nó ra. Ui, cái gì? Hooplin. Ô, Hooplin cười Hooplin kìa. Ây da, căng nghe. Ừ đúng rồi, người lại đây. Ui, dẫn không được. Và phơm rồi đó. Bây giờ mình sẽ thử lại thêm một lần nữa. Hello, hello. Ouch, hello, cái thôi quýnh. Đúng rồi. Thành công. Một Hooplin. Đây, Hooplin thứ hai nè. Mình sẽ dụ Hooplin thứ hai này xong rồi tìm cái Hooplin mà nãy có Hooplin cưỡi. Ở đâu mất tiêu Hooplin rồi? Ôi tiếc vậy. Hồi nãy mình thấy có Hooplin cưỡi Hooplin ấy, nhìn mắc cười lắm. Mà không biết chạy đi đâu rồi. Ồ, khúc này không có rồi. Tiếc vậy ta. Ok, mình đã có được hai Hooplin nữa. Ờ, nhóc này còn láo à. Láo cho quăng bển luôn. Rồi, bây giờ thì mình có thể dẫn theo đường ở trên thế giới thường nó dễ hơn rồi đó, tại vì nó không có nhiều nhung nham để cản trở mình. Ủa, Hooplin thôi à? Đây đây, Hooplin khi mà lên thế giới thường thì sẽ thành heo thay ma giống như vậy nè. Ui, nhìn thấy ghê lắm á. Ôi trời 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 ơi. Nhưng mà bản tính thì vẫn rất là hung hăng nha. Trời ơi, đi cà khịa. Xương nhện rồi dâm bài các thứ. Ui, hung dữ lắm. Ok, bây giờ mình sẽ đào một cái hố trước đã. Bự bự xíu. Chủ yếu là nhốt Hooplin dưới này thôi. Đúng rồi, đúng rồi.
chạy đi. Ừ. Ây da, ây da, ây da. Không ổn, không ổn, không ổn. Từ từ, từ từ. Ôi. Ok, ok. Cái con hút linh nhỏ này nó không chịu xuống lỗ. Cay ghê luôn. Nó dí mình chạy vòng vòng hoài luôn nè. Chắc hồi mình nướng nó luôn quá. Rồi xong phim. Cuối cùng thì nó cũng sập bẫy mình rồi. Ở đó tạm thời hút linh thì mình sẽ để ở vị trí này. Ủa lần trước là mình lai tạo cáo chưa ta? Mình nhớ mình có gặp cáo tuyết mà. Ủa lần đó không biết mình có lai tạo chưa nữa. Để bây giờ mình tìm mình lai tạo cáo thêm một lần nữa thử xem. Tại vì nhiều quá mình cũng không nhớ rõ. Ủa, có sói ở đây nữa. Ui có sói thì nhiều khả năng là không có cáo đâu. Khó dữ người ta. Mình đi nãy giờ cũng mấy vòng rồi mà mình không thấy bất kỳ chú cáo nào luôn. Ê, màu cam, màu cam. Đây là... À, cái bí ngô. Đã vậy còn gặp chỗ của bọn cướp dân làng nữa. Người ta đang nha, khá là quạo đó nha. Cướp chứ chả bóc. Bữa mới để cho ha, kiểu như là đội quân chó sói của mình xử đẹp rồi. Giờ còn cướp chứ chả bóc nữa. Được lắm. Đón nhận kết quả. Đó chính là nha, sáng nhất đêm nay đi. Này thì cướp với chả bóc nè. Đó, đó, đó. Nghiệp cuộc đó. Ui, ui. Nhưng mà bọn này nhốt nhiều Alay vậy. Ồ thì ra các ngươi dám bắt cóc Alay số lượng lớn à. Tàn đời các ngươi rồi. Tới công chuyện, tới công chuyện. Này thì bắt cóc Alay. Ui chết rồi, bây giờ một có một thân một mình à. Không ổn, không ổn. Hôm qua còn có đội quân chó sói hỗ trợ mình. Bữa nay có một thân một mình thôi. Hơi căng, hơi căng, hơi căng. Mới căng thiệt đó. Này thì láo tét. Ô con này mình xử nó luôn. Sợ gì. À còn con kia nữa. Láo. Láo nháo. Láo nháo. Để coi coi nó bắt tổng cộng là bao nhiêu Alay nha. Ở đây 2. Bên đây 2 nữa là 4 nữa nè. Lòng này 2 nữa là 6. Bên đây thêm 2. Ồ ở đây không có. Đây thêm 2 nữa là 8. Tổng cộng là cái chỗ này nó nhốt tới 8 Alay lần. Màn đét. Ơ ừ. Ngoài Alay ra thì bọn ừ, dạ, dạ. Bọn cướp dân làng này còn nhốt cả người sắt nữa. Này, một anh người sắt bị bắt cóc vô đây nè. Thả anh người sắt luôn. Nói chung là mình thả hết. Mình gặp ai là mình cũng thả hết. Không có để mấy tên này nhốt đâu. Ô và bên này thêm 2 Alay nữa. Tổng cộng là nó nhốt tới 10 Alay lận. Trời ơi. Tin được không? Bọn này. Ok. Mình đã giải thoát thành công cho 10 Alay rồi. Giờ chắc mình đi được rồi đó. Danh trại của bọn chúng thì mình cũng đã xử lý xong rồi. Đây 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 đây. Mình thấy rồi. Cuối cùng cũng gặp cáo. Lần này là 2 cáo luôn đúng không? Hồi nãy mình thấy 2 mà. 1 rồi. Ở đâu nữa ta? Ủa sao có 1 vậy? Hồi nãy mình bay nghe. À đây nè, đây nè. À đây là cáo con thôi. Trời ơi, cáo con đang đi săn gà. Ôi như vậy thì mình không có nhân giống lên được rồi. Phải 2 cáo bự thì mình mới nhân giống lên được. Thôi chắc trước mắt thì mình sẽ dẫn cáo về nhà trước đi. Ok đừng có đi vô trọng nha. Trọng là sói không đó. Vô trọng là xác định với sói luôn ấy. Giờ thì đợi cho cáo lớn thì mình sẽ cho cáo ăn sao. Và trong cái danh sách những cái sinh vật mà mình cho ăn hiện tại thì vẫn còn một sinh vật nữa mà mình nghĩ rất là khó để mình có thể gặp được luôn. Đó chính là bò nấm. Loài bò chỉ xuất hiện trên đảo nấm quý hiếm thôi. Thế nên là ok giờ mình sẽ chuẩn bị thật là nhiều pháo hoa để có thể kiểu như là bay để dò tìm vị trí cái đảo nấm đó thôi nào. A few moments later. Và mình đã tìm ra được tọa độ của cái chỗ đảo nấm nhờ sự trợ giúp của chị Google rồi. Và tọa độ của cái đảo nấm nó nằm ở vị trí này. Và nó cách cái chỗ mình tới mấy ngàn ô lận. Nó hơi đuối ấy. Thành thử ra là mình phải dùng biện pháp thứ hai thôi. Mình không bay mà mình sẽ dùng cổng địa ngục để mình di chuyển cho nó nhanh hơn. Mình sẽ làm trước ở đây một cái cánh cổng địa ngục trước đi. Đây một cái cổng nhỏ nhỏ xinh xinh ngay vị trí này. Sau đấy thì vẫn qua địa ngục như bình thường. Ồ chỗ mình xuất hiện xấu vậy ta. Ok. Nhưng mà khâu quan trọng hơn là mình sẽ đập cái cánh cổng này ra để mình dời nó lên ở tiết ở phía trên á. Ở trên trần của địa ngục luôn. Kia rồi mình đã thấy rồi. Mình đã thấy mục tiêu rồi. Mình sẽ đi lệch về một ô á. Ok giờ thì mình sẽ phóng một cái ngọc vô đây trước. Vô nào. Ok, mình đã vô vị trí rồi nè.
Bây giờ thì gắn cái thang vô, rồi sau đó phóng cái ngọc qua đây là mình đã lên được trên trần rồi. Và cái cánh cổng mình nó nằm đâu đó ở ngay vị trí này nè, nên là mình sẽ xây lại một cánh cổng khác, hy vọng là đúng. Chứ bây giờ nó không đúng là mất phải sửa. Đúng không? Đúng không? Ok. Đúng rồi. Vậy là ok rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ quay địa ngục và tiến hành di chuyển đến cái tọa độ của cái đảo nấm thôi. Công thức ở đây thì nó khá là đơn giản, là mình sẽ lấy cái tọa độ này nè, mình chia cho 8 thì mình sẽ có được cái tọa độ như vậy. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi tới tọa độ trừ 643 và tọa độ Z là 358 thôi. Ui, trừ 358 chứ, nhầm. Tí xíu nữa là chết quốc rồi, thấy chưa? Lô. Dạ. Hơi lô đó. Giờ mình cũng chỉ cần tương đối thôi, không cần phải chính xác 100% đâu. Ở khoảng này thì nó đã đúng như cái tọa độ mà nãy mình tính ra rồi. Giờ thì chỉ chờ kết quả thôi. Ôi mà nhỏ xui xui nó không đúng thì sao ta? Ui, nghe nó toan nha, nghe nó hơi bị toan đấy. Nhưng mà không sao, chắc sẽ đúng mà. Ôi giời ơi, tưởng nào mình tính hơi bị dữ. Rồi, bây giờ thì công việc của mình chỉ đơn giản là... Ôi khoan, hồi nãy mình đi vội quá, cái mình không đem theo lúa mì à. Ừ, mà tự nhiên giờ mình lấy lúa xong cái mình nhớ ra trước sau mình cũng dắt bò về mà ta. Sao nãy mình không dắt về luôn? Ừ nha. Mình cũng rảnh ít lắm. Thôi lỡ rồi. Dắt về nhà cái đã. Trời đất ơi, mình chắc chúa rảnh luôn á. Rồi, ok, mình sẽ dắt về một cặp bò nấm. Và cái vùng đảo nấm này bây giờ mình muốn qua thì cũng dễ thôi. Mình đã có được vị trí, nên là khi nào muốn qua thì mình sẽ trở lại sau cũng được. Còn bây giờ thì mình sẽ dắt cặp bò này về nhà cùng với mình. Không biết bây giờ là có đúng cổng hay không nè. Bây giờ dắt mà lộn. Đúng rồi. Cái cổng mà có cái thang là mình thấy đúng rồi đó. Như vậy thì phi vụ dẫn bò của mình đã thành công tốt đẹp rồi. Đâu rồi ta, bò đâu rồi ta? Đây. Ôi nhưng mà hình như có gì đó sai sai. Nếu như tính bò nấm luôn thì hiện tại mình chỉ mới có lai tạo được 21 loài động vật à. Ủa còn loài động vật nào mình chưa lai tạo ta? Ú lạ vậy. Đây mình sẽ lai tạo bò trước đi. Rồi lai tạo bò. Tèn tèn. Có bò nấm con rồi. Nè 21 rồi đó. Trời ơi tin được không? Mình có nguyên một đàn ngựa nhưng mà tới giờ mình vẫn chưa cho ngựa lai tạo với nhau. Bảo sao hồi nãy giờ mình ngồi sao quần mình tìm những cái con động vật mà mình lai tạo thì ra là ngựa đúng kiểu xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt luôn. Rồi và như vậy thì cái thành tựu đôi bên đôi đã được mình thực hiện rồi. Khá là mất thời gian nhưng mà không sao, mình hoàn thành được cái thành tựu này cũng có được một số lượng rất là lớn động vật, giúp cho khu vực mình sống nó đa dạng và phong phú về mặt động vật hơn. Và vì nhiều động vật như vậy, thế nên thì mình cần phải có một cái chỗ để cho tất cả các động vật sinh sống. Thế nên là mình quyết định mình sẽ dành cái phần đất bên này ở đối diện cái cổng địa ngục cơ, để mình làm ra một cái trang trại. Ở trong đó mình sẽ xây thật là nhiều cái khoang để cho những cái sinh vật mà mình dẫn về ngày hôm nay có nơi để ở, che nắng che mưa đồ. Mình còn có thể nhân giống lên nó tiện hơn. Quyết định vậy đi. Bây giờ thì mình sẽ đi lấy nguyên vật liệu để bắt tay vào công đoạn xây dựng luôn. Mình sẽ tận dụng số lượng thạch anh mà lần trước mình xây còn dư, kết hợp với bê tông. Mình nghĩ hai nguyên vật liệu này sẽ là hoàn hảo nhất. Và bê tông thì mình sẽ dùng bê tông màu đỏ đi. Thế nên là mình sẽ cần thêm bột xương để nhân giống cái hoa màu đỏ lên nữa. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu xác định cái phần khung cho cái trang trại này cái đã. Ôi, ở đây có cái gò đất nhìn xấu gì ta. Chắc mình phải dọn luôn cái gò đất khúc này quá. Nhìn nó xấu quá. Ok, tầm này, mình sẽ bắt đầu kéo phần trụ nó lên tầm 7 ô. Xây cho nó bự hẳn luôn. Tại vì mình cũng khá là nhiều động vật mà. Rồi, phần trụ sẽ cao 7 ô. Và cách 7 ô thì mình sẽ tiếp tục làm thêm một cái trụ giống như vậy. Sau khi hoàn thành phần khung thì cái trang trại của mình sẽ có hình dạng trông như thế này. Nó có dài quá không ta? Hình như hiện tại thì cái trang trại của mình nó bị dài quá. Nhưng mà không sao, dài thì mình sẽ nuôi được nhiều động vật bên trong thôi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành tới công đoạn là xây cái phần tường. Và cái phần tường này thì chắc mình sẽ chừa ra một cái ô tầm chính giữa.
Tại vì đây là kích thước 7x7 mà, nên ở giữa nó sẽ là một cái khoảng trống khá là đẹp để mình có thể làm một cái cửa sổ bé bé. Để xem coi. À, được quá cà. Cũng ra gì đấy. Ốp cái phần tường cái là nhìn nó ra dáng cái trang trại liền rồi nè. Bây giờ thì chỉ cần mình lợp phần mái nữa thôi. Ồ, nhưng mà nhắc phần mái thì mình phải làm cái khung trước. Tại vì cái này nó hơi bự á, nên mình phải làm cái khung sao cho nó cân đối nhất có thể này. Bây giờ thì đã ra dáng cái nông trại thật sự rồi nè. Mình khá là ưng á nha. Còn về cái phần mái thì mình vẫn chưa có chọn được vật liệu xây dựng mái cho nó phù hợp. À dạ, cái này sai. Chắc mình sẽ dùng đá. Mình sẽ dùng gạch đá chẳng hạn. Đó, loại gạch đó đó. Để làm phần mái thì chắc sẽ rất là đẹp ấy. Kiểu nó phù hợp với cái thạch anh viền nè. Ok, quyết định vậy luôn đi. Mình sẽ dùng gạch đá để làm phần mái vừa đẹp nè. Và cũng như là dễ tìm nữa. Và cuối cùng thì cái trang trại của mình đã chính thức xong cái phần xây dựng rồi. Tổng quan thì nó sẽ có hình dạng như vậy. Mình có làm một cái cổng sập ở phía trước bằng những cái lửa trại nè. Nhìn cũng khá là ok đấy chứ. Nhưng mà bây giờ thì công đoạn tiếp theo đó chính là trang trí. Mình sẽ bắt đầu chia những cái vách ngăn cho từng cái chỗ nuôi động vật nè. Ngoài ra thì ở bên ngoài mình cũng sẽ trang trí thêm một xíu để cho nó đỡ trống hơn. Rồi sau khi trang trí xong thì mình sẽ đưa tất cả các động vật mà mình dẫn về ngày hôm nay vào bên trong trang trại là có thể bắt đầu nhân giống và nuôi dưỡng trong thời gian sắp tới rồi. Ok. Và sau vài giờ thi công thì cuối cùng mình đã hoàn thành xong cái trang trại dành riêng cho mình rồi. Ở bên ngoài thì mình cũng làm những cái con đường mòn để dẫn tới cái ngôi làng sói của mình nè. Dẫn tới cái cánh đồng cà rốt. Và đặc biệt hơn là dẫn vào cái trang trại. Ở cái đường đi á thì mình sẽ dùng cái gạch bùn. Cái số gạch bùn lần trước mình xây cái nhà cường hóa còn dư ấy, mình lót sàn luôn. Đi nó cũng khá là vui tai và nhìn nó cũng rất là đẹp nữa. Còn về chỗ nuôi động vật thì mình sẽ ngăn bằng một cái vách tường gỗ và lá. Bên trong là động vật thôi. Mỗi chỗ thì mình sẽ trang trí theo một kiểu khác nhau. Như đây là chỗ của bò nấm nè. Bên đây mình gào kiến là các bạn biết sao? Tại mình nuôi dê á. Hồi nãy mình không gào kiến, cái nó nhảy từ bên đây qua tới chuồng bên kia luôn. Thế là bắt buộc mình phải gào lại. Khổ lắm cơ. Ồ, thôi thôi vô đây nó hút mình nữa. Bây giờ quên. Còn bên đây thì mình sẽ nuôi tạm một ít chú ong này. Rồi đây là chỗ nuôi lừa thì mình chưa có kịp trang trí. Mình chỉ mới trang trí chủ yếu là dãy bên này thôi à. Bên đây là chỗ nuôi cáo nè. Cũng có không gian để cho cáo vui chơi các thứ nha. Khá là thoải mái luôn. Đây là chỗ của bò. Trời ơi, bò đứng trên đây ghê vậy. Ở đây là chỗ của cừu. Và cuối cùng là chỗ của gà thôi. Bên này thì mình nuôi hút linh nè. Nhưng mà có vẻ hút linh hơi khó nuôi. Ồ, bên đây là nuôi heo. Và cuối cùng là lạc đà thôi. Ở phía trên là đầu của mình đó, nó còn một cái gác rất là to nha. Được thì mình có thể tận dụng nó luôn á. Nhưng mà tạm thời thì mình cứ để trống nó trước đi. Khi nào cần thì mình tái chế nó sao cũng được. Rồi. Và điểm nhấn cho khu vực này là một cái vườn hoa hồng khổng lồ luôn. Để cho khu vực bên này nó đỡ trống hơn. Rồi, và tổng thể thì cái nông trại của mình đã chính thức hoàn thành rồi. Trong thời gian sắp tới, công việc còn lại của mình là nhân giống những cái con động vật bên trong đó cho nó nhiều lên thôi. Và nói chung thì cái thành tựu nhân giống tất cả các động vật trong thế giới Minecraft tính ra cũng khá là khó nha. Mình mất rất là nhiều thời gian để mới có thể thực hiện được cái thành tựu này. Sắp tới thì có một vài cái thành tựu nó còn khó hơn nữa, nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng nhất có thể để có thể hoàn thành được những cái thành tựu đấy. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong ngày sinh tồn ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong hành trình 1.19 của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. We'll be right back.